Xin mời các quan khách cùng xe dịch đến Tây Nhạc để thăm thú ngọn núi nổi tiếng trong Hoa Sơn Luận Kiếm. Tệ hạ xin mời. Hi, chào mọi người, bây giờ thì chúng ta đã gặp lại nhau nữa rồi. Bây giờ thì mình đang có mặt tại bến xe Tây An. Ở đây rất là đông người nè, đang chờ xe buýt. Chút nữa thì mình sẽ lên xe để đi đến núi Hoa Sơn nha. Để có thể lên được núi Hoa Sơn thì chúng ta sẽ phải di chuyển đến một thành phố có tên là Hóa Âm, thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc. Thành phố Hóa Âm là một thành phố cấp huyện, đây chính là quê hương của Dương Quý Phi nhà Đường và Tùy Văn Đế nổi tiếng ngày xưa. Thành phố này dưới chân núi Hoa Sơn, cách Tây An là 120 cây số, đi xe thì khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tên gọi Hóa Âm có nghĩa là nằm ở phía bắc của núi Hóa Sơn. Hoa Sơn là một ngọn núi cực kỳ vĩ đại và rất là kỳ lạ. Với người Trung Quốc, từ thời cổ đại đã cho đây là ngọn núi nguy hiểm nhất trên thế giới. Còn đối với người Việt của mình thì ngọn núi này nổi tiếng vì từng xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đó. Và đây chính là đại bản danh của phái Hoa Sơn. Đây là ngọn núi thuộc dãy Tần Lĩnh, cao 2.083 m, còn được gọi là Thái Hóa Sơn hay được gọi là Tây Nhạc. Để đi bộ được lên tới đỉnh là cả một thử thách, trời ơi đất hỡi. Tuy nhiên bạn yên tâm vì đã có cáp treo rồi, riêng mình thì sẽ đi bộ lên núi đó. Trước tiên thì hãy cùng tìm hiểu xem là bản đồ của Hoa Sơn là như thế nào hen. Đây và bây giờ tôi sẽ cho các em coi về ngọn núi Hoa Sơn nha. Đây là bản đồ, đây là cổng chính và nằm ở dưới thì chúng ta sẽ đi bộ theo con đường này để đi lên trên đỉnh nếu mà mọi người muốn đi bộ. Còn nếu đi bộ thì chúng ta sẽ mất tầm 7 đến 8 tiếng đồng hồ để đi lên được trên tới đỉnh. Hoa Sơn thì có 5 đỉnh tất cả, đỉnh Bắc nè, đỉnh Nam nè, đỉnh Tây, đỉnh Đông và một đỉnh ở trung tâm nữa. Có 2 tuyến cáp treo đi lên đỉnh Bắc và đỉnh Tây. Tuyến tham quan mà người ta hay đi nhất mà mọi người cũng nên đi theo đó chính là sẽ đi lên cáp treo ở đỉnh Bắc, sau đó sẽ đi bộ khoảng 3 tiếng nữa để đi sang đỉnh Tây rồi đi cáp treo mà đi xuống. Đây là quang cảnh của núi Hoa Sơn. Thì như các bạn biết thì núi Hoa Sơn là một trong tứ đại danh thắng của Trung Quốc, bao gồm núi Hoa Sơn, núi Hoàng Sơn, núi Nga Mi và núi Võ Đang. Và đặc biệt ở núi Hoa Sơn có một điểm rất là nổi tiếng, đó chính là có cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Hôm qua quay về Tây An xong thì mình lại tiếp tục bắt xe buýt để đi xuống chân núi Hoa Sơn để ngủ một đêm. Thì sáng nay leo núi sớm để tiết kiệm thời gian. Đây được gọi là đền Ngọc Tuyền, nằm ở dưới chân núi Hoa Sơn, là địa điểm chính để có thể tổ chức các hoạt động đạo giáo ở trên núi. Du khách đến thăm núi thì chỉ có thể đi qua cái ngôi đền này mà thôi. Vì vậy đây chính là lối đi chính đó. Ở phía trước của ngôi đền thì mọi người sẽ thấy là một tượng của một tiên sư đang nằm. Ở dưới mình thấy có một cái tượng giống như là một lão sư đang nằm. Sở dĩ ngọn núi này có tên là Hoa Sơn bởi vì nếu mà nhìn từ xa tới thì mọi người sẽ thấy nó đang xòe rộng giống như là một bông hoa vậy. Chút nữa lên tới đỉnh thì mọi người sẽ được chiêm nghiệm. Tại quảng trường thì người ta còn cho làm một cái cột đá rất là cao, có bông hoa biểu tượng ở trên đó. Còn phía dưới là mọi người sẽ thấy bãi đậu xe buýt đưa du khách lên 200 cáp treo và là nơi để mua vé. Con bác này đang chơi trò gì mà làm mình hết hồn, lớn tiếng quá. Trời ơi, có phải ông này ông đang tập võ công không vậy mọi người? Ông quất cái này nha, chạch 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 mà nó hú nha, thì ớn luôn á. Mà ông cầm cái roi bự lắm á. Nè coi nè, ông cầm cái roi ông quất mà nghe cái tiếng mình sợ, không dám đứng gần ông luôn. Bây giờ là 6 giờ sáng ha, bây giờ thì mình sẽ đi lên núi, dự tính là chắc cũng
gì 6-7 tiếng gì đó mình mới lên được tới trên đỉnh, chắc cỡ 2-3 giờ chiều quá. Mình chọn con đường đó chính là đi bộ lên núi Hoa Sơn và sau đó sẽ đi xuống bằng cáp treo. Bây giờ mình tới cửa núi rồi nè. Mình mới mua vé xong luôn, giá vé là 180 tệ, là khoảng 650 ngàn. Ở đây có suối, có thác, đồ rất là mát mẻ nè. Đây là đường đi lên ha, và ở đây mình có thể thấy được cái đỉnh nè mọi người ơi. Hôm nay thì mình sẽ lên núi Hoa Sơn để luyện võ công. Loại đá tạo nên Hoa Sơn đó chính là đá hoa cương. Đây chính là một trong những ngọn núi hoa cương granite lớn nhất trên thế giới. Đá hoa cương cứng hơn cả đá cẩm thạch, được khai thác để làm vật liệu xây dựng, trang trí nội thất như là mặt bàn ở trong nhà của bạn. Nhưng mà ở đây Trung Quốc lại đang bảo tồn một kho báu tài nguyên đồ sộ đến như vậy. Đá hoa cương còn là vật liệu chính để xây nên một vài kim tự tháp và hầm mộ ở Ai Cập. Nhưng mà ở Trung Hoa từ thời cổ đại thì người ta đã coi Hoa Sơn là một ngọn núi thiêng bất khả xâm phạm rồi. Hoa Sơn nằm ở trung tâm của sông Hoàng Hà, cùng với sông Hoàng Hà được coi là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Nền văn minh cổ đại của Trung Quốc chủ yếu được quy tụ trong vòng bán kính 500 cây số với trung tâm là núi Hoa Sơn. Tần Thủy Hoàng được coi là vị hoàng đế đầu tiên đã tổ chức lễ cúng bái tại núi. Đường Huyền Tông thì coi Hoa Sơn như là sinh mệnh của chính mình. Còn vào thời nhà Thanh, liên tục có các cuộc tế lễ từ vua Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cho tới hoàng đế Quang Tự. Thôi tiếp tục hành trình. Cuối cùng thì cũng đã đi được nửa đường rồi các bạn. Đây rất là cao bạn ơi. Mình đi có mấy cái túi mà muốn chết luôn. Thấy ông bái này ông gánh, thấy khâm phục gì đâu. Sau gần mấy tiếng đi mệt lòi bắn họng thì bây giờ mình đã tới trạm đường chân rồi nè. Ở đây có thể uống nước, uống trà, ăn bánh trái cây ha. Mại vô, từ đây có view rất là đẹp nè. Wow, Hoa Sơn ta tới rồi. Tới đoạn này rất là dốc các bạn. Ở đây thì chắc chỉ có thể bò thôi chứ không có leo được nữa. Rất là cao. Mình đã leo núi được 5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tới nữa trời. Để tới được đỉnh Bắc thì những kẻ lãng du như mình sẽ phải chinh phục một con dốc thánh thần. Đừng có nhìn lên, bạn sẽ thấy nản lòng đó. Điều độc đáo ở Hoa Sơn đó là những bậc thang chỉ được đục đẽo trực tiếp vào bên trong của vách núi thôi, chứ không phải là những tảng đá được lắp vào đâu các bạn. Đây được gọi là họng núi, một trong các cung đường đệ nhất nguy hiểm trên Hoa Sơn. Nó nằm thẳng đứng 75 độ và chỉ duy nhất một người có thể đi. Nhìn xuống trống mặt luôn. Quá cao. Các bạn thấy những cái dây xích này không? Nó rất là cứng. Bởi vì người ta phải mang bao tay để leo lên. Bám vào đây để đau tay. Bậc thang ở đây rất là nhỏ, rất là nguy hiểm. Trượt chân cái chắc cả đám. Lăn cục bèo xuống dưới luôn. Ai cũng thở như trâu luôn. Cảnh rất là đẹp mà không dám nhìn lại, cao quá. Nghỉ chân. Ai cũng đuối hết. Đây chính là con dốc để đi lên đỉnh Bắc đây. Mọi người thấy khủng khiếp chưa? Xung quanh cảnh rất đẹp mà. Nói người ta chen lên đây để đi lên con đường đau khổ nè. Trời, công nhận mấy con đường này nó kinh khủng thiệt chứ. Mấy cái vách đá nè, nó dựng đứng nè, sững sốt.
cao hải hùng luôn. Bây giờ thì mình đã tới đâu rồi? À, sắp lên tới đỉnh Bắc rồi, chút xíu nữa thôi, cố lên. Chính vì những cung đường thú vị và đầy thử thách thế này mới thu hút đông người đến như vậy để đến đây chinh phục bản thân và chinh phục những thử thách. À, ngày xưa thì nhà thơ Đỗ Phủ có một bài thơ về cái lối đi này như sau: cổ xe vào cốc vô hồi hướng, cung tiễn song thiên duy một đường. Ý chỉ tới đây rồi thì không có đường quay đầu lại, và để có thể lên gặp chư thiên thì chỉ duy nhất con đường này mà thôi. Ngoài những cảnh sắc núi rừng, cây cỏ, hoa lá và những con đường thang khóc đó, Hoa Sơn đều có cả. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những gì thu hút du khách đến đây tham quan, mà còn vì một lý do khác nữa đặc biệt hơn. Điều thu hút khách hành hương đến đây đó chính là Hoa Sơn là nơi khởi thủy của phái Toàn Chân Đạo, một nhánh chính của đạo giáo do đạo sĩ Vương Trùng Dương sáng lập. Hoa Sơn được cho là nơi tu đạo và thuyết pháp một thời của Lão Tử, triết gia nổi tiếng bậc nhất của Trung Hoa. Tại đây, một số ngôi đền của đạo giáo đã được gìn giữ từ rất là lâu đời. Và theo đạo giáo thì người ta tin rằng Lão Tử chính là hóa thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân trên thiên cung. Tương truyền rằng vào khoảng thế kỷ thứ 8, các đạo sĩ hành hương đã dùng một mạng lưới những tấm ván gỗ nhỏ gắn lên vách núi, tạo thành một con đường mòn để có thể lên đỉnh núi để xây dựng những đạo quán và bắt đầu tu luyện. Chưa hết, còn một nhân vật thần thoại nữa trấn giữ Hoa Sơn, đó chính là Hoa Nhạc Thánh Mẫu hay là Tam Thánh Mẫu. Và trong phim Đắc Kỷ Trụ Vương có tên là Dương Thiền. Dương Thiền là em gái của Nhị Lang Thần, là cháu của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dương Thiền sử dụng binh khí là Bảo Liên Đăng, vốn là một vật dùng của nữ hoa khi mà tạo dựng ra trời đất. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình nào. Đã là 2 giờ chiều rồi và mình mới có tới được đỉnh Bắc thôi. Ở đây thì là chạm dừng chân nè, ở đây cũng có thể ngắm cảnh rất là đẹp rồi đây. Xung quanh bốn hướng nhìn chỗ nào cũng đẹp cả, toàn là núi với núi không. Tuy nhiên thì đây chưa phải là đỉnh của Hoa Sơn đâu. Đỉnh Nam mới là đỉnh cao nhất của Hoa Sơn, nó cao 2.155m. Đỉnh Nam còn có tên khác đó là Lạc Nhạn. Truyền thuyết kể rằng nơi đây từng là chỗ hạ chân của những bầy nhạn trở về từ phương Nam, vì thế cái tên Lạc Nhạn cũng ra đời. Quả thiệt là đây là một ngọn núi hết sức kỳ lạ, mình chưa từng thấy trong đời những tảng đá khổng lồ chất chồng lên nhau từ lớp này qua tầng khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp tục theo con đường này để đi qua đỉnh trung tâm và sau đó sẽ qua đỉnh Tây nha. Trời ơi, ở trên này nắng nóng nhưng mà rất là mát mẻ. Chút nữa thì mọi người sẽ thấy một con đường còn kinh khủng hơn. Người ta cũng hay cột lại những cái nguyện ước màu đỏ để có thể mong các vị thần phù hộ cho mình. Các cặp đôi cũng để lại rất là nhiều những ổ khóa tình yêu ở trên này, vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng là vị thần tình ái. Bởi trong truyện thì nàng đã đem lòng yêu một chàng thư sinh người phàm. Nhị Lăng Thần biết chuyện này nên vô cùng tức giận đã giam nàng dưới núi Hoa Sơn. Nhưng mà vì tình yêu mà nàng đã không cam phục và khuất phục. Bởi vậy thì người đời đã ca tụng nàng như là một vị thần bảo trợ tình yêu. Ấn tượng ở đây nữa phải nói là những cây thông hả, rất là lâu đời, chắc cũng vài trăm năm. Nhưng mà nó có thể sống rất là khỏe mạnh ở trên những vách đá bằng đá hoa cương như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ phải chinh phục cái sóng núi này để đi lên đỉnh ở trên kia kìa. Từ xa thì có thể thấy là người ta nhỏ li ti đang xếp hàng để đi lên leo núi đó. Mệt vật vã, kẻ than người khóc, nguy cơ ngã quỵ nếu không đủ sức chinh phục đòn dốc hải hùng này. Đây cũng là cung đường duy nhất để kết nối đỉnh Bắc và đỉnh Trung Tâm. Nó còn được gọi là sóng núi Càn Long. Đúng như vậy, từ trên cao nhìn xuống thì mọi người sẽ thấy nó trông giống như là phần lưng của một con rồng khổng lồ đang nằm nghỉ vậy. Người ta đi ở trên đó như là đang cởi trên lưng của con rồng. Ngày xưa thì để vượt qua sóng lưng rồng này thì du khách phải bò trước khi có những bậc thang như ngày nay.
Tương truyền rằng ngày xưa có một thi nhân vì muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Hoa Sơn, nhưng mà khi đứng trước sự hùng vĩ đáng sợ của sông núi Càn Long đã phải bật khóc và viết một lá thư thả xuống ngọn núi để cầu cứu. Có một câu chuyện kể rằng vào thời nhà Thanh dưới triều của vua Càn Long, có một thống đốc đã cho người đục khoét sông núi này. 3 ngày sau, cả thành Trường An, một trận mưa như máu đã đổ xuống trong 3 ngày trời. Người ta cho rằng long mạch đã bị chấn động. Kể từ đó thì không có vua chúa nào dám đụng tới để cải tổ nơi này nữa. Cái sông núi này nó không phải chỉ giống con rồng không, mà nó còn giống như là một lưỡi dao sắc bén vậy. Có 530 bậc thang để đi lên đỉnh, muốn ná thở. Wow, cái này cảnh rất là ngoạn mục. Hai bà khỏe quá. Với mình, đi qua được sóng núi Càn Long là một ấn tượng sẽ mãi không bao giờ quên. Còn nếu là tín đồ của phim Kiếm Hiệp Kim Dung, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên những trận luận kiếm trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt, là những người được coi như là võ công cao thủ nhất trong xạ điêu tam bộ khúc của Kim Dung. 5 người này sẽ đại diện cho 5 phương hướng ở Hoa Sơn, Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm. Nhóm này được bầu ra thông qua cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm. Hoa Sơn Luận Kiếm là một sự kiện rất đặc biệt trong võ lâm ngày nay. Trong đó, những cao thủ có tiếng tăm nhất trong giới giang hồ sẽ được mời đến Hoa Sơn để thi thố võ nghệ. 5 người mạnh nhất sẽ được gọi là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt. Hoa Sơn không chỉ là địa điểm luận kiếm của các vị anh hùng đâu, nơi đây còn là địa điểm để kết giao tình bằng hữu giữa Âu Dương Phong và Hoàng Thất Công trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, hay là nơi thấm đẫm chuyện tình của Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồi Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tới đây thì bạn còn có thể thấy được tảng đá có chữ Hoa Sơn Luận Kiếm do chính cố thi nhân Kim Dung chấp bút. Tới đây thì nhất định mọi người phải thuê đồ kiếm hiệp ha, hóa trang thành các nhân vật trong phim kiếm hiệp để cầm kiếm, múa kiếm rồi chụp hình làm kỷ niệm nè. Ở ngoài sau đó là cái bảng ghi chữ Hoa Sơn Luận Kiếm. Trời ơi, kiếm hiệp ngày xưa người ta hả có kinh công bay từ núi này qua núi kia, đồ dữ dằn lắm, còn không biết mấy người này làm sao nữa. Bay một phát chết vô nhà thương quá. Hoa Sơn còn một điều thú vị khác nữa. Hoa Sơn nổi tiếng vì độ nguy hiểm của nó, nhưng trên nó còn có một cung đường gỗ ven vách đá nguy hiểm nhất trên thế giới. Cung đường gỗ này có mặt từ khoảng 700 năm trước của các vị đạo sư tạo nên. Đây là điểm thu hút khách tham quan bậc nhất để thử thách độ cao. Một ván gỗ treo leo bên vách đá nhìn muốn rụng rời luôn. Cung đường thì nằm ở đỉnh Nam, du khách phải trả thêm là 30 tệ, tức là khoảng 100.000 cho đồ bảo hộ. Các bạn thử nghĩ coi, ngày xưa thì các vị đạo sư đã đi qua con đường này như thế nào khi mà không có những đồ bảo hộ như ngày nay. Với mình thì Hoa Sơn vẫn là ngọn núi hết sức ấn tượng nhất cho đến thời điểm này. Những cảm giác thổn thức, nghẹt thở, hồi hộp khi mà đứng trước một ngọn núi rất kỳ vĩ và có nhiều giá trị lịch sử tín ngưỡng của Trung Hoa. Một hành trình thật sự khó quên. Giờ thì đến lượt bạn cân nhắc thử chơi lớn chinh phục Hoa Sơn một lần trong đời coi sao nè. Hoa Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới và đây chính là điểm du lịch 5A hết sức quan trọng và nổi tiếng tại Trung Quốc. Cuối hành trình thì cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi và mình đi cáp treo để xuống núi. Giá chiều xuống thì rẻ hơn chiều đi lên, giá là 80 tệ, gần 300 ngàn, nhưng mà cực kỳ thích. Và nếu đi vào những ngày mây thì sẽ thực sự rất tuyệt.
Lại là cái cảm giác ấy, ngồi cáp treo mà như là bay trong tiên cảnh, cởi mây giờ gió vậy. Đúng kiểu tu luyện thần thông giờ mới xuống núi nè mọi người ơi. Ngồi trong buồng cáp mà ai cũng nín thở khi mà cáp treo cứ lắc qua lắc lại, mà xung quanh toàn là những hẻm đá cao sừng sững như thế này, trời hồi hộp quá. Đời người nín thở là chết, nhưng mà nín thở vì cảnh đẹp cũng rất là đáng. Trải nghiệm mới là thứ mà khiến chúng ta nhớ hoài nhớ mãi, chỉ muốn cởi mãi không thôi. Kinh nghiệm không bằng trải nghiệm, và có những trải nghiệm chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Vậy là mình vẫn chưa đi hết nổi Hoa Sơn và cũng chưa được bắt gặp một tiên sinh nào cả, nên nhất định phải hẹn lại Hoa Sơn vào một lần khác, nhất định phải đến vào mùa đông, tuyết phủ mơi hồn. Sau khi xuống núi thì sẽ có chiếc xe buýt miễn phí để đưa du khách trở ra bên ngoài của quảng trường thành phố Hoa Âm. Thiệt là một trận leo núi nhớ đời luôn, tạm biệt Thiểm Tây để tiếp tục chuyến đi khắp Trung Hoa mà lòng cảm thấy rất là lâng lâng. Hoa Sơn thì đã tồn tại, nó vẫn nằm đó cả triệu năm rồi, nhưng mà cuộc đời thì chỉ có từng ấy năm thôi, mấy ai đã từng. Bạn nhớ theo dõi thêm nhiều chuyến đi khắp thế gian, nhiều quốc gia hay ho của mình nhé. Và đặc biệt nếu yêu thích Hoa Lục, nhất định bạn không được bỏ qua Trung Hoa du ký của mình. Đến giờ lên tàu và tiếp tục hành trình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.